Thưa quý vị, tại cuộc họp báo chính phủ chiều 30 tháng 9 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin cụ thể về việc khởi tố bắt tạm giam bà Ngô Thị Tố Nhiên là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam, Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, trước đó vào ngày 20 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Ngô Thị Tố Nhiên, 49 tuổi, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, theo Trung tướng Tô Ân Sô, sau khi bà Nhiên bị bắt, một số cơ quan truyền thông nước ngoài và tổ chức phản động lưu vong đã đưa tin xuyên tạc vu cáo Việt Nam bắt giam nhà hoạt động môi trường. Ngoài bị can Ngô Thị Tố Nhiên, cơ quan điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam bị can Dương Đức Việt, 44 tuổi, là chuyên viên cao cấp Ban Quản lý Đầu tư Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tức EVN, khởi tố bắt tạm giam bị can Lê Quốc Anh, 39 tuổi, làm việc tại phòng phân tích hệ thống công ty tư vấn điện 1, cùng về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức. Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định, từ năm 2020, bà Ngô Thị Tố Nhiên biết hai bị can Dương Đức Việt và Lê Quốc Anh được tiếp cận thông tin hoạch định chính sách và phát triển lưới điện của tập đoàn EVN, gồm lưới điện 220 kV và 500 kV. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết bà Nhiên đã hợp thức hóa bằng cách ký hợp đồng lao động với hai bị can Dương Đức Việt và Lê Quốc Anh theo hình thức bán thời gian có trả lương. Hai bị can này đã cung cấp tài liệu liên quan đến EVN cho bị can Nhiên. Theo cơ quan công an, hành vi của các bị can này có dấu hiệu của tội chiếm đoạt thông tin tài liệu của tổ chức, cơ quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, sau khi bà Nhiên bị bắt, một số cơ quan truyền thông nước ngoài và tổ chức phản động lưu vong đưa tin xuyên tạc vụ cáo Việt Nam bắt giam nhà hoạt động môi trường. Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định Bộ Công an bác bỏ các luận điệu xuyên tạc này và coi đó là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tại địa chỉ thanh niên.vn và trên kênh youtube báo thanh niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi. chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất đăng ký kênh youtube báo thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn